Xin chào anh em, chào mừng em đến với channel của Mark One. Chiếc iMac M1 thì đã ra mắt cách đây khoảng hơn 1 tháng rồi. Và mình cũng có bóc hộp về chiếc iMac M1. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay và đánh giá cho anh em về chiếc keyboard của iMac M1 có kèm Touch ID. Và nếu các bạn đang quan tâm đến những cái sản phẩm iMac M1 thì có thể tham khảo trên trang chủ của Mark One nhé. Link tham khảo thì mình có để dưới video. Và không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu nào. Mark One, số 1 về Mac. Với bàn phím có Touch ID như thế này thì các bạn sẽ mua kèm được với cả chiếc iMac M1 với phiên bản cao cấp là 8x GPU, 8x CPU với 2 cổng USB Type-C và 1 cổng Internet ở bộ nguồn. Đối với cái bản tiêu chuẩn thì các bạn sẽ không có đâu nhé. Đối với cả chiếc bàn phím có Touch ID như thế này thì nó sẽ tương thích với tất cả những cái chiếc MacBook hoặc là iMac sử dụng chip M1. Còn đối với cả chiếc Mac Intel thì các bạn sẽ sử dụng như là một chiếc Magic Keyboard bình thường mà thôi, sẽ không có Touch ID đâu nhé. Về thiết kế thì chiếc bàn phím này gần như không khác gì so với cả chiếc Magic Keyboard cả. Nó vẫn khá là nhẹ, chỉ nặng vào khoảng 200g mà thôi và rất là mỏng nữa. Rất thuận tiện cho các bạn đem đi di chuyển cũng như là có thể đem đi ở bất cứ nơi đâu. Và đối với cả cái thiết kế hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối này, chúng ta lại có một cái vẻ ngoài cực kỳ là sang trọng. Màu sắc của nó thì được đi kèm với cả phiên bản của chiếc iMac M1. Nếu mà các bạn mua thì phiên bản mình có tại đây là phiên bản màu xanh dương. Ở mặt sau, ở mặt dưới của nó thì nó sẽ có cái nắp bằng nhựa và màu trắng cùng với cả 4 cái nút cao su như thế này với cả logo của quả táo. Về mặt cạnh thì chiếc bàn phím này nó sẽ có một cái cổng Lightning là chúng ta có thể cắm và kết nối hoặc là sạc pin trực tiếp cho chiếc bàn phím này, cũng như là sẽ có một cái công tắc nguồn giống như chiếc Magic Keyboard 2 vậy. Và nút cảm biến vân tay thì được đặt ở góc trên bên phải, xung quanh là nhựa hơi nhám như những phím bấm còn lại. Ở giữa là cảm biến với viền bạc, bề mặt cảm biến là bề mặt nhẵn và trơn cũng như là được làm lõm xuống. Bàn phím thì được bo cong ở 4 góc và độ cong thì nó sẽ lớn hơn so với chiếc Magic Keyboard 2. Về layout phím thì nó cũng gần như là không khác gì cả và độ gõ nảy phím của nó thì cực kỳ là tốt. Nhưng mà nó sẽ có tiếng ồn một chút, nếu mà các bạn không muốn sử dụng một chiếc bàn phím có tiếng ồn thì chúng ta có thể cân nhắc nhá. Và đối với cả chiếc bàn phím như thế này thì nó sẽ được trang bị viên pin lithium. Chúng ta có thể sạc pin đầy trong vòng 2 giờ và có thể hoàn toàn sử dụng trong vòng 1 tháng. Và nếu mà các bạn hết pin thì chúng ta có thể cắm sạc trực tiếp với cả cái cổng USB Type-C ở đây với cả chiếc MacBook hoặc là iMac thì chúng ta có thể sử dụng nhá. Với bàn phím có Touch ID như thế này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể cài đặt được cái cảm biến vân tay để chúng ta có thể sử dụng nhé. Đầu tiên thì các bạn vẫn phải cần kết nối cái bàn phím của chúng ta thông qua Bluetooth. Chúng ta sẽ click vào phần bàn phím này, rồi thiết lập bàn phím Bluetooth và đợi cho máy tính, rất là nhanh, nó có thể tìm ra được luôn chiếc MacBook, chiếc Magic Keyboard của mình. Nhấn tiếp tục và đợi kết nối. Ok, sau khi đã kết nối được thì các bạn quay lại vào phần Touch ID giúp mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ được thêm tối đa là khoảng 2 dấu vân tay mà thôi. Đây, chúng ta sẽ gõ mật khẩu. Nhấn Enter. Rồi, sau đó mình sẽ đặt ngón tay của mình vào. Chúng ta sẽ sử dụng giống như ở trên iPhone vậy. Ok, vậy là đã xong, Touch ID đã sẵn sàng. Và đối với cả Touch ID thì chúng ta có thể sử dụng dành cho những cái tác vụ như là mở khóa này, hoặc là chúng ta có thể thanh toán, mua những cái app trên iTunes hoặc là App Store, cũng như là tự động điền mật khẩu trên Safari. Và nếu các bạn sử dụng nhé, nếu mà chúng ta muốn tắt màn hình, chúng ta chỉ cần nhấn nút nguồn một lần và sau đó là dùng Touch ID như thế này. Nó rất là nhạy, nó rất là nhanh đúng không các bạn? Chỉ cần nhấn giữ và sau đó thì chạm vào là có thể mở ra rồi. Và trên đây là những đánh giá của mình về chiếc bàn phím của iMac M1. Nếu mà các bạn quan tâm hoặc là muốn trải nghiệm thì có thể qua trực tiếp tới Mark One để trải nghiệm bàn phím cũng như là iMac M1 mới nhất nhá. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment phía bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.